Xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Hiện nay thì ô tô 360 chúng tôi hôm nay lại mua về được một chiếc xe 7 chỗ ngồi Kia Carens phiên bản SX, là phiên bản đủ ghế điện, cửa nóc, điều hòa tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chúng tôi vừa mới mua về được cho nên là lúc này thì tôi đang đem chiếc xe này ra, tôi sẽ đem đi rửa sạch sẽ. Và quý vị và các bạn hãy chờ tôi làm video chi tiết cụ thể gửi đến quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và là cái phiên bản SX. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng bán với giá là hơn 300 triệu đồng thôi, 345 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn hãy chờ video của tôi làm chi tiết ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.